từ 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 mẹ ơi, tìm cách giải quyết. Hello là ok. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Xù Xí Sọt. Đó cả nhà. Hôm nay thì mình có một cái màn chôn mẹ nha cả nhà. Thì màn chôn này á là mình đã có suy nghĩ từ lâu rồi mà hôm nay mình mới thực hiện. Đó thì hôm nay là mình cùng với em Thảo cùng bông Xù phải lên trên phòng mình cả nhà để thực hiện cái điều đó. Đây đây đây, Xù rồi đó. Hôm qua mất cả buổi trời mình đi cùng với Xù để chuẩn bị cái thứ cái dụng cụ để chôn mẹ nha cả nhà. Thì đây. Đây là một cái cái thanh sắt nha cả nhà. Đó, mình đã thiết kế riêng để hôm nay chôn mẹ rồi. Thì như thế này. Đây cái thanh sắt này á cả nhà. Thì bây giờ ví dụ cả nhà nhìn nè. Mình đút vô cái đầu nè. Đó. Không lọt được nè cả nhà thấy không? Đó, không lọt nè. Không lọt nè cả nhà. Đó. À à. Đó, đâu có lọt được đâu. Bây giờ á chỉ có thể là luồn từ dưới lên thôi. Mà khi mình lên tới đầu á là không có lọt được. Để xíu nữa mình về, mình sẽ nhờ em gái mình về nói với mẹ là mình lên trên cung thiếu nhi mình chơi á, rồi mình cá độ mình thực hiện thử thách, rồi mình kẹp cái đầu vô đây để xem được khi về mẹ thấy mẹ phải ứng như thế nào nha cả nhà. 5 minutes later. Thì đây. Đứa đây. Đây bé. Đây đây cả nhà xem nha. Ê chết mẹ rồi. Giờ nó kẹt lên sao? Cả nhà thấy không? Nó rất là khó luôn, nó không lên được đâu. Đẩy lên bé, đẩy lên. Xù không? Xù không? Đừng. Bé hỗ trợ ra lấy rồi bé. Cả nhà, cái này là mình thiết kế là nó vừa y luôn để khi mà cỡ là không được. Từ. À, rồi được rồi. Rồi, nó lên tới đây đi rồi cả nhà. Cố lên được bé. Bây giờ á cả nhà là phải lên tới trên đây luôn là mới về thì thử được từ nha. Đi rồi, đi rồi. À. Tới rồi. Giờ lên ra. À. À. Giờ à. À. Nó kẹt rồi. Giờ bé. Giúp đỡ đi không? Giúp đỡ đi. Đây rồi bé lại bé kéo lên ra đi. Kéo lên. Đây cả nhà hôm nay là mình phải cần bé nha. À. Rồi kéo vào đây, vào đây. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Kéo lên đi. Bên đây nữa. Kéo hai bên luôn, xuống. À, rồi. Kéo kéo lên xíu nữa. Từ. Rồi, ok, bé ngồi xuống đi. Đây xu không? Đây em bạn xu đi. Đó cả nhà. Sau bao nhiêu nỗ lực là mình cùng với bé cùng với xu để có thể đưa cái thanh này lên như này được nha cả nhà. Đưa lên nhưng mà giờ không biết làm sao đưa xuống đó. Nè cả nhà xem nè. Đó. Bây giờ này cả nhà thấy không? Bắt đầu có lọt này. Đâu. Bây giờ nó cắn, bây giờ nó kẹt nè. Đó. Thấy không? Thấy không? Dài là cũng không ra được nha cả nhà. Đó, không ra được. Đó. Chết rồi. Đó rồi, ok. Bây giờ nha Hiền, anh xuống rồi bắt đầu hiền nói mẹ nha. Ok. Nói mẹ cho. Đó bây giờ mình sẽ tiến hành trò chơi luôn nha cả nhà. Ok. Bị kỹ chưa? Rồi Hiền, anh đi bông Xù nhìn nè cả nhà, mình đã nãy giờ mình mới gọi mẹ rồi để cho mẹ về. Mẹ giờ cả nhà nó chặt cứng quá, giờ mình đưa lên cũng không được. Kẹt đầu rồi. Có khi nào kẹt đầu anh không Hiền? Rồi bây giờ tập được rồi, không ra cả nhà ơi, gỡ ông đèn ơi, kẹt cái chỗ quá chứ gặp. Mẹ dê mẹ. Mẹ dê sao đây? Đây. Ai mẹ? Ủa chứ con đeo cái gì vậy? Vô người vậy? Hồi nãy con đi lên trên con thiếu nhi á. Cái thằng kia nó bắt con. Nó kêu là đố mày chui qua được cái đây, cái con chui qua giờ nó kẹt con luôn rồi. Mày nghĩ sao mày dám chui vô sao trộm lọt cái đây? Mà cái này nó ở đâu vậy? Hả? Cái này nó ở đâu? Sao mày cục sắt mẹ? Thì cái thanh sắt ở trên con thiếu nhi đó. Nó cá độ con 200.000, thằng này chui lọt cái con chui lọt bây giờ. Lớn mà con cũng đi cá độ rồi, cái đứa nào vậy? Bây giờ nó dính vô luôn. Cái gì vậy? Nó dính đây giờ. Xù gì đây? Bây giờ nó đang kể lại với mẹ. Ông xe đồ xù ơi, bây giờ làm sao cứu con rẻ con cái đây nè. Con lớn mà sao con hờ dữ con? Bây giờ. Mà. Chui cái đầu nè. Chui cái đầu vô mà bây giờ lọt. Bây giờ nó kẹt rồi nè. Con nghiêng ra con nghiêng cái đầu ra đi. Bây giờ khổ ghê á, bây giờ hại vô đây.
chết rồi. Bây giờ chú xuống dưới hả? Rồi từ từ đã, chú xuống dưới đúng không? Được nè. Từ
băng luôn, che nó mình mệt quá. Ôi muốn xà băng. Thôi bây giờ làm sao? Để mang đi. Chứ không bây giờ lấy cái cưa cưa thôi. Hay là bây giờ con kê cái này vô trong cái gỗ, xong mày lấy cái mày đóng cái trụng ra. Rồi đó mày lấy cái gì mày đóng ra coi chứ giờ cũng ra không được rồi đó. Đi đi đồ kì. Đục ra nha. Đục đi. Đục ra đi. Đục được không? Tôi muốn hẹn hẹn ở đây. Đâu rồi? Mẹ đục cưa. Đâu không? Có đâu không? Không, đâu chúng đâu nhưng mà giờ làm sao mẹ nhóm lẹn để mang về hả mẹ? Bây giờ một cách tốt nhất là đưa cho mẹ cưa ra hả? Ôi, không dám đâu. Thôi bây giờ thôi đi chở đi, mày chở lên kia đi coi chỗ nào mà cắt ra con. Đi thôi đi. Đi đây kìa. Đi bây giờ lấy bảo hiểm đi, cho mày lấy dù vô lấy bảo hiểm đi. A few moments later. À thôi mày ơi, bây giờ con có cách rồi. Bây giờ nha. Con nghĩ á là chui vô bằng cái đầu á thì ra phải bằng được cái đầu. Ừ, thì phải ra cái đầu. Thôi bây giờ mẹ bôi xà phòng vô lên cho cái đầu con đi. Bôi cho nó trơn trơn lên một xíu giùm con đi. Đi thôi nha. Rồi, bên đây nữa. Đó để con lấy cho. Bây giờ mày giữ đi, mày giữ đi. Bây giờ mày cầm mẹ bôi xà bông quá. Mẹ bôi gì vậy sao đấy? Bây giờ mày giữ con đi, con bôi xà bông cho. Mày giữ đi. Rồi mày giữ con bông nha. Chịu rồi. Đó, hôm nay là gửi tới nhà cả nhà một mình chơi nha. Cả nhà nhớ đón xem những clip tiếp theo nha. Ok.